Thưa quý vị, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Mark Hand dẫn đầu viếng thăm quốc gia Ai Cập, tin từ Cairo. Hôm thứ Tư, ngày 16 tháng 1, Thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona John Mark Hand cầm đầu phái đoàn hiện diện tại tư dinh Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi. Ông Mark Hand đã bày tỏ sự thất vọng và Hoa Kỳ đã không đồng ý nhiều lời nhận định từ Tổng thống Morsi liên quan tới Do Thái giáo. Thượng nghị sĩ tiểu bang Connecticut, ông Richard Blumenthal, cũng bày tỏ đồng quan điểm với ông Mark Hand về những lời nhận định của Tổng thống Morsi sẽ tạo nên sự ghen ghét và căm thù từ giới trẻ tới cộng đồng người Do Thái giáo. Tuy trong cương vị là một nguyên thủ điều hành quốc gia Ai Cập, nhưng những lời nhận định từ một vị tổng thống sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn và có thể dẫn đến giao tranh quân sự giữa các mâu thuẫn sắc tộc và kỳ thị chủng tộc. Thượng nghị sĩ Mark Hand cảnh báo, những điều khoản trong bản hiến chương quốc gia Ai Cập nếu cần sửa đổi phải thông qua trưng cầu dân ý và sự đồng thuận từ đại đa số dân chúng. Nếu không, chính trị quốc gia sẽ rơi vào cuộc khủng hoảng trước các cuộc xuống đường phản đối và bạo động. Tại thành phố Sinai, liên tục xảy ra bạo động. Tổng thống Morsi đã từng hứa hẹn sẽ tái thiết ổn định và giải quyết các mâu thuẫn tại khu vực biên giới giữa Ai Cập, Do Thái và Palestine. Nhưng chính quyền tại thành phố Sinai đã không tin tưởng sắc tộc Bedouin, dành nhiều thiện cảm tới Tổng thống Morsi, nên các cuộc tranh chấp quyền lợi và xung đột tại biên giới vẫn thường xảy ra. Sự hiện diện của phái đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ tại Ai Cập với hy vọng làm giảm cường độ căng thẳng, tránh những cuộc giao tranh quân sự không cần thiết tại Trung Đông giữa Do Thái, Palestine và Ai Cập.